Tại sao thỏ lại nghĩ rằng mình có thể chạy nhanh hơn rùa? Vì thỏ nghĩ rằng nó nhanh hơn và tự tin mình có thể thắng được đua. Tại sao rùa đi chậm? Đi chậm vì lý do gì? Rùa đi chậm vì bản tính của nó. Rùa không thể chạy nhanh như thỏ vì nó là động vật chậm chạp. Thỏ đã làm gì khi thấy mình vượt trước rùa? Thỏ đã tự tin, kiêu ngạo nên nó dừng lại và đợi rùa. Khi rùa đến đích, thỏ đang ở đâu? Khi rùa đến đích thì thỏ đang nghỉ ngơi hoặc đùa giỡn ở một nơi xa xa. Tại sao thỏ lại cảm thấy bực tức và quay lại chạy khi đến gần đích? Thỏ cảm thấy bực tức vì nó nhận ra rằng nó có thể thua. Vì thế, nó muốn chạy nhanh hơn để cố gắng giành được lợi thế. Rùa đã nghĩ gì khi thấy thỏ bỏ cuộc? Rùa có thể nghĩ rằng thỏ rất kiêu ngạo và không kiên nhẫn, và điều đó giúp cho rùa tự tin hơn trong cuộc đua. Tại sao rùa không cần phải chạy nhanh để thắng cuộc? Rùa không cần phải chạy nhanh vì bản tính của nó là chậm chạp, nhưng điều quan trọng là rùa kiên nhẫn và không bỏ cuộc. Rùa và thỏ đã học được bài học gì sau cuộc đua? Cả hai đều học được rằng kiên nhẫn, kiên định quan trọng hơn tốc độ. Cuộc đua không chỉ về việc chiến thắng mà còn về việc học hỏi và trải nghiệm. Bé nghĩ thỏ và rùa có thể là bạn của nhau không? Có, dù họ có tính cách và tốc độ khác nhau, nhưng mà qua cuộc đua này họ có thể hiểu và tôn trọng nhau hơn. Bé nghĩ rằng trong một cuộc thi, điều quan trọng nhất là gì? Trong một cuộc thi, điều quan trọng nhất là không phải chiến thắng mà là sự kiên nhẫn, kiên định và trân trọng những gì mình học được trên con đường đi đến mục tiêu.